Nói chung là có ớt ăn là mừng rồi. Để mỗi lần ăn cái mỗi lần chạy. Cái này chắc mọc trong mát quá. Ướng ở trong hàng ba, chỗ hàng ba đó. Vậy đó hả? Ừ. Mày sống nổi. Cái gì ớt thì lâu lắm chứ qua. Đã gỡ chân mà. Vậy là mình phải đi đốn thêm mới tre nữa hả? Vậy đẹp. Rất mùng ha. Sáng này tư phân thì gửi xô gửi đồ đó. Xong rồi chiều ra chú qua đem được mấy cái ớt sẵn trồng nó luôn để mốt có trái để mà ăn. Đơn chiều nay là đi về với khâu ngộ trước đó. À, hôm qua hứa đem rau ngộ. Quên, sáng mà. Quên, tính nói chuyện quên kìa. Nói chuyện với ông Tùng cam cái bên kìa. Gì đó hả? À, cái bên bất luôn. Cái bắt đầu nó đi là đi 1, 2, 3 đi rồi bà đi liền. Quên cái vụ rau ngộ luôn. Chứ không phải con ta. Chú Sơn sắp cái gì mà giữ vậy chú Sơn? Trong đậu rồng. Cứt bò hả? Phần rơm. Trời chứ chú Sơn đi lấy phần rơm vậy các bạn. Bỏ vô mấy cái lỗ đó mọi người. Nguyên cái bình. Trong mặt đậu rồi, hồi nãy cũng có nữa kìa. Nguyên cái bình đậu rồng. Hồi nãy hả? Ừ. Nãy là hái ở nhà. Còn cái này hái chốc khác. Có cái này nữa nè, đậu biếc nữa nè. Trồng thuốc sớm. Cái gieo đại 2-3 hột đi, khi nào yếu mình nhổ bỏ. 5 hột. Tại vì nó nhiều á, cứ trồng thoải mái các bạn. Chú Sơn cho miếng rơm lên. Nó cần xịn không? Cái này thì chắc không ăn uống rồi, đem cho bà Úc, bà bán. Ông lấy cái phân thùng á hả chú Sơn? Ừ. Hồi nghiêng đó Úc xuống rồi có gớt phân phần đó. Không biết ăn cái bầu để chiết cây luôn chứ chú ơi. Chiết cây không? Rồi, giờ là bông hồng này nó được vô cái nền đất thì nó đã thoải mái, nó đâm rễ, nó không còn phải bó buộc ở trong chậu nữa các bạn. Xong bắt đầu cái cây nó bự bự hơn cái mình chiết đó. Ủa, ngày là ăn bông ăn hoa gì không à. Trồng bông thường hoa, trồng kiến. Nó mới hoa. Khô phải không? Ở nhà nó khô thế tội không? Đây là cái ngoài dữ nha. À. Từ. Ăn bông ta trồng bông trồng hoa kèm bông người. Trồng hoa. Nhà chơi theo của bác nè, bác chơi hoa. Bảo đảm tưới kiểu này là tươi đấy nha. Cho nó phun luôn đi, cho nó phun vài bữa nó sụp xuống á, sình á. Một xô nữa. Đi cà văn. Đi con đồng mối. Có 10 giờ. Có sình vậy nó dễ sống các bạn. Có nó vòng vòng từ từ đó. Rồi tới bây giờ đây nè. Xách thêm mấy cái chậu này qua luôn các bạn. Quá trời, chậu này mua. Này là này hôm bữa là mua trên mạng nè các bạn. Cách cây trồng thế vậy chứ mốt là nó bò đầy hết trơn các bạn. Có tiếp tục mình nhỏ mình bán lại mình lấy vốn bán cho chú Sơn với chú Hoài á. Đó vậy là trồng xong rồi, được bông hồng hoa 10 giờ. Thêm cho mọi người chừng nửa tháng sau là các bạn thấy nó có nhiều bông rồi đó. Xử lý làm cái chỗ cái bếp này luôn các bạn.
rồi hút. Đây luôn lấy bao kia thêm. Có nhiều cát à. Hút luôn hả? Trời ơi cho trộm tay vậy hả? Đó. Vợ không có công nữa, công cũng mướn. Có hỏi gì cho dịch làm cho đừng nhỏ ra đừng nhậu nha. Giờ thì mọi thứ nó gọn gàng tươm tất hơn rồi. Còn hôm qua thì làm được cái phần này rồi nè các bạn. Buổi chiều đó, buổi chiều mình có ghi hình tham lắp cho các bạn xem đó. Làm được cái phần này, bây giờ cũng cứng, đi lên được cái gì đó chứ sao. Được chưa ta? Đi có nè. Ồ, cứng ngắt luôn rồi nè. Còn sáng nay thì ra chợ cũng chẳng biết mua gì. Nhìn qua nhìn lại cái thấy có cái mục măng. Măng này là măng đậu mùa các bạn. Nhà mình vẫn chưa có măng luôn. Nhưng mà ở đây có mình mua một mục đem gì mình hầm. Cái này thì Út Lục mình có mua thêm một ít xương nữa. Xương hầm măng nha các bạn. Vì vậy đi, có gì dùng lấy đi. Mỗi ngày một món thôi các bạn. Còn đây chú Sơn chú Quay kiếm được rau ngò ôm nè. Rau rau ngổ nè các bạn. Để mình trồng ở phía trước. Còn sáng nay thì Út Lục mình cũng nhổ một mớ bông từ ở nhà đem vô để trồng vòng vòng đây cho nó đẹp. Còn đây là bông sinh ở chùa. Đây các bạn, Út Lục bình mua trên mạng được cái bình như thế này nè, khá là dễ thương. Mỗi ngày này cho chú Sơn chú Quay một bình này thôi chứ không có cho nhiều các bạn. Cho nhiều là khỏi làm luôn á mọi người. Còn đây là chuối nè, chuối nhà mình nè, chuối chuối mổ quả, chuối táo quả gì đó. Trái bự bự lắm, luộc lên nó màu đen đen như thế này nè. Còn đây là đây là rượu đế Huyền Thoại các bạn. Và có cái gian hàng cho chú Sơn chú Quay mọi người thấy không? Đủ rồi hả? Có, có dạ. Khói chặt hả? Khói có à. Nhiều đâu. Khói dạ. Ha. Dạ khói. Đây măng đầu mùa. Măng đầu mùa đáng lẽ là tính nấu canh măng rồi các bạn. Nhưng mà thôi, nấu canh măng thì phải đi tìm rau, đi kiếm rau nữa. Cho nên là Út Lục mình sẽ hầm ăn luôn, mỗi ngày một món này chứ làm nhiều món làm không kịp. Thì chú Sơn chú Ba còn nhiều công việc khác để làm nữa các bạn. Tôi mới thấy nhầm mới lần thấy mới một rồi. Không, ừ. Đúng được chưa? Về bữa chưa, đúng nó. Bữa nay giờ bữa nó được. Về bữa đúng nấu canh măng ăn nha. Ừ. Hôm nay tôi khỏi có lú được một nào chứ lú được nào chứ. Mỗi năm là tháng này có bán rồi đó. Nấu canh phải đi kiếm rau nữa, nhà mình chưa có trồng được cái rau gì hết trơn. Để chiều nay chắc chạy về nữa để ghi xong cái video bữa trưa hôm nay, chạy về bứng mấy cây cách rồi mấy cây ớt rồi đem về trồng. Chú Sơn sắt này nha. Nó không sắt hả? Ừ. Chú Sơn sắt đi. Để theo khỏi. Tôi vô tôi ấy nồi cơm. Từ nông dân giờ chuyển thành làm đầu bếp luôn rồi. Sướng nha, chắc sướng tay phải không? Giờ là có bàn để đứng để sắt để làm cái này thì nó tiện hơn làm dưới đất nó dơ các bạn. Nằm đây luôn hả? Có bỏ muối không? Chưa. Ừ, bỏ muối mình còn hết rồi. Vậy lên bữa nay là con không vô là tính ăn cơm nguội luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, hết sức chưa? Trời hoa này kêu nó là hoa gì mới đúng chứ bạn? 10 giờ. Còn cái kia? Ừ. Cái nhỏ nhỏ kia. Cái li ti đó. Nó hoa cái gì? Quên mẫu biết tên luôn. Vậy là cái này mới là 10 giờ hả? Qua 10 giờ. Nè, các bạn coi màu nữa nè. Đấy chưa, rực rỡ lắm, dễ thương lắm. Phải có cái lu rồi chứ Hoài ơi, cái lu lóng nước mới được. Không có được. Để xài nước bình, giờ xài sạch nước bình nữa các bạn. Giờ phải xài nước này nè. Thì chiều nay chắc có lẽ là cậu cháu sẽ ra đây trồng mấy cái cây kia các bạn. Dọn chỗ này cho nó sâu sâu xuống rồi, để rồi trồng nó. Nè, trồng các bạn thấy ra nó được ngon. Đừng cho nó tanh các bạn. Thôi đưa vô hầm nó tanh. Ô, ký gửi mà chữa nhà mớ rồi. Nên về đây cái ăn không hết, cái bỏ nữa, đổ nữa. Dở là cơm nhìn chứ sao? Ốp lên. Có chỗ này để đứng để làm việc rồi các bạn. Để nấu nướng rồi, nó sạch sẽ hơn. Chứ là con cháu lại tiếp tục làm dưới đất nữa. Ô, cho thịt vô các bạn. Cho măng vô mọi người. Quá trời. Một cục măng đầy nồi nữa rồi, bên đây không hết nữa rồi. Ôi, bữa nay hành dữ dội các bạn. Quá wow, trời hành luôn. Của hồi lô của đã chia. Bữa nay có cái này để góp thử rồi chú ơi. Để góp cho.
Sơn. Đây. Chú Sơn chú quay cứ lộn qua lộn lại. Ba cậu cháu mà làm như đây cũng phê lắm á nghe. Ok rồi gì nữa. Một. Nó cục nó quá bự rồi, quá to rồi. Xương không á. Ok. Nhỏ nhỏ mình ba người đây là một nồi canh một nồi ăn ok. Làm tôi hết không? Mấy chú gắt cùng tay nói vậy luôn. Đâu đâu có tôi đi tôi chắp tay vậy nè. Rồi tôi đi với ông bà đứng trước đây nè. Cái ông đầu đi chắp tay nhỏ là mẹ mẹ ăn cái cục tay. Hết hậu như vậy tay cũng còn nè. Nói tay chú Sơn còn nè. Ủa vậy hả? Nói chú Sơn chắp tay xuống chơi ở dưới anh sao á. Trời đừng nhỏ nó cũng còn nhận thay vậy. Giờ mời mọi người dùng bữa cho cậu cháu nha. Bữa trưa các bạn, bữa trưa bữa nay hầm ăn. Rồi, cảm ơn mọi người nha, dùng cơm được chưa? Thì cậu cháu lai ra vậy thôi chứ không có nhiều các bạn. Đúng ra chú Sơn chú Hoài làm chung với nhau tới bây giờ là được mấy năm rồi? Được mấy năm, gần 20 năm rồi. Chung phải đoàn mà. Vì làm chung với nhau mười mấy 20 năm luôn hả? Ừ. Ôi mẹ ơi, mẹ cũng bệnh chứ ha. Nằm dưới dặn vô đây là mần đi mần là chung là mấy chục năm rồi. Giờ là xây dựng công ty ở đây tới già đúng không? Xây dựng quá. Tới đó mai tới đó không lẽ đó chứ sao giờ thằng đứa tôi bà đi đâu là sớ đi người ta đi chứ đi không không đi sao ở nhà nhà làm gì nữa chết đâu phải bay lắm. Để cho nó bố cho thằng miếng làm đây. Gái vô gặp mà Út. Trời ơi trời. Không nằm đây chắc con hỏi vô trời luôn á. Tối cũng nhậu. Cái tối kia đang ngủ Út Út sáng mơ làm gì món gì Út. Bỏ trời đi luôn các bạn. Kêu ông Đào mượn Đào xây dựng một keo đem xuống đây. Thôi bên Đào bây giờ nó chính thức biết rồi. Với ông Tèo. Nhưng mà bệnh nhiều quá. Bị cúng. Nó uống cái thuốc cũng để bỏ chút chút. Mùa này nó bị hư vậy á. Mưa quá đâu xịt được. Cái gì mà thẻo cũng cuốn bỏ thằng say. Làm keo nó dẫn đây ăn. Bà giờ ở nhà. Hả? Hết tiền xả bán hả? Đúng rồi. Đang thấy nổi rồi. Nhà ở nhà lột hột điều. Bán à bán một sơn á, bán cháo ăn xuống á, bán cháo, bán đồ nhậu luôn rồi bán thịt nướng luôn. Bán cái chiều luôn á. Bữa nay làm gì mà hôi đổ dữ vậy? Chưa là dậy ra hầm lấy đâu mà hôi à. Nổi đó. À mới hầm thiệt là hầm ha. Hầm. Nói trời hầm luôn. Vừa nấu nhiều gà không hết nữa á. Thế rồi. Nói ra đây miếng. Mình chán là muốn tia rồi. Chắc càng ngày cậu cháu chú cháu ăn càng ngày càng ít đi vậy trời. Ha đã mắc cỡ. Cỡ gì mắc cỡ. Nồi canh này nè. Chưa bán trứng. Cái này dịch đẻ đỡ đỡ không chú Hoài? Mẹ rớt quá trời. Rớt là sao? À tức là nó thiếu hả? Thì chú sao? À, thiếu ốc hay gì? Ốc có ốc mà được cái hôm nay nó muốn sụt. À, sáng chục nhiêu quên mất tiêu rồi. Nó thang vườn. Bự 30. Nhỏ 28. Đúng hả? Ừ. À, 28. Bà bán con 28 ngàn. Bà điếm của bà 25. À chứ dịch nhà không có đủ hả? Nhà yêu quá trọng trứng mà không được 12 trứng. Mấy trứng 8 trứng nữa. Xong rồi chú cháu nghỉ trưa xíu cái bắt đầu chạy ra phía trước rồi các bạn. Trồng rau, bữa nay có rất là nhiều rau và bông hoa đùm lum la.